hơi quỳnh van hành toàn pole anh trinh đầu oai nấp cất đom cờ áp vật nặng bột lan bùp bộ lợn oai tay làn đầu đạn can tươi sắc quáng hoàng quan thức long cựu tượng đồn thành can thân tê tầm đầm lệ lan tạ nệ nỏ oai tầm sạ lệ anh trinh tam pham chút pe mở pon chút bơng cựu lịch trang tầm đầm peru chút bao áp bờ anh trinh hôm pon chút pham mở ngoài cựu lịch trang ở cật nặng oai áp bờ lệ lệ lan trên cật nặng trong quăng đầu đi chiếc bọt lan bơm bơm tôn hào thôn bòn tâm xa quáng hòa từ từ plakirkil tầm ấp nát tường sân tây là mảnh áp Đăng chú đam thúy kiều buôn đồng tay ta sao quáng hòa còn từ luôn còn từ nôn lẽ lết lăn đầu o ai <laughs> nằm bên chút bầm kéo bung bộ ở xa đang chú hồ kia mảnh bè chút kẹp răng tường một cơm he lô cà phê hành tâm tâm tê mật rồng rùng

ណាំព្រឹកព្រាន់ជិតបំប្រោលែទំលែរណោះរណាក់អោអាចទំស្ដាប់ទុនទូរពាន់របេះសិនជិតពាន់រណាក់ទុនផាំជិតបែងគូលខាំងរណោះរណាក់ពួយអោអាចពាន់ជិតង័យរណាក់ទុនពេបាច់ជិតង័យគូលខាំងកេកកលបុនីបុតឡានក្លែងដៅអោអាចកាន់បោសាលែអិនសរិនទៀលបុនទូអបាលអបបុនីគីប្លោក្លែងដៅអោអាចកេបុនីបុនឡានតំទីណាញ់តាញ់កត់ tầm ba án đến đây đưa can mà áp cán bộ xã áp can sum đã đặc đoàn thôn hằn uông tranh tư áp bác nắc o ách bởi o ách khiến lúc nào can hào chiên trầm đưa bác can sum đã vượt bác dân tiền qua ẩn manh bác gây bún bí bọn làn hào chiên bí bà. bà bà bác áp chương tên đưa can tâm ti đàn đầu ôi kỳ rong bọn làn đông hơn ai cả về cái giá cả... cà phê, giờ mất mấy, mấy... thì qua học kỹ thuật, năm nay, rồi ăn kiên rất nằm ở trăm đứa đắc cướp cả đấy. Về kinh tế gia đình cũng tạm một. năm ủy ban một lần quảng hòa bắc căn đã vừa bắc đầu nơi mặt đắc o đắc mạnh thì hao chiên trăm đứa lăn đầu o

và khi áp đầu can ân trinh đầu ở ách sơn tiền, cái xiêm áp đầu trinh ân trinh đầu ở ách nó có tầm xa, bòn đầu tươi lá can hành đầu kịch minh lật lăn anh vừa áp đặc vừa.